Các bạn thân mến, mới vài hôm trước thôi, một vlogger Trung Quốc tên là Lão Vương đã đến thành phố Hồ Chí Minh du lịch và đây cũng là lần đầu tiên anh này đến Việt Nam. Lão Vương đã có rất nhiều bất ngờ khi đến thành phố Hồ Chí Minh và bày tỏ những suy nghĩ và quan sát của mình bằng một video có tiêu đề: Ghi chú 3 ngày ở thành phố Hồ Chí Minh, người Hàn đến kiếm tiền, người Pháp đến thư giãn. Vậy có thể góc nhìn của Lão Vương Trung Quốc này như thế nào? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Người Hàn Quốc đến kiếm tiền, người Pháp đến giải trí. Đó là ấn tượng lớn nhất của tôi về thành phố Hồ Chí Minh. Ngoại trừ thành phố Hồ Chí Minh, tôi chưa từng đến thành phố nào khác của Việt Nam. Chỉ nghe nói Nam Việt Nam và Bắc Việt Nam rất khác nhau. Cái này chỉ có thể sau này có cơ hội lại đi tìm hiểu. Tôi ở thành phố Hồ Chí Minh được 3 ngày. Sau đây đều là kinh nghiệm và cảm nhận của bản thân tôi. Trên đường phố thành phố Hồ Chí Minh, ở khắp mọi nơi, bạn có thể thấy xe Hàn Quốc, cửa hàng tiện lợi Hàn Quốc, cửa hàng bán sản phẩm Hàn Quốc và nhà hàng Hàn Quốc. Theo lý thuyết, lịch sử Hàn Quốc và Việt Nam không có quan hệ gì. Sự hợp tác sâu rộng này hẳn là chỉ mới phát triển trong những năm gần đây. Tôi không thể không nghĩ đến việc nhà máy Samsung rời khỏi Trung Quốc. Đây có lẽ là lý do hợp tác của hai nước họ. Thành phố Hồ Chí Minh trước đây gọi là Sài Gòn. Ngay cả bây giờ, trên đường còn có rất nhiều nơi đều viết chữ Sài Gòn. Tôi nghĩ ai lại đi thích lấy tên của một người làm tên thành phố như vậy. Có rất nhiều người nước ngoài ở thành phố này. Hơn nữa ngoại hình và phong cách của họ tương đối khác biệt. Sau khi hỏi ý kiến bạn bè tôi mới biết, gần 80% người nước ngoài là người Pháp. Không có gì lạ, bởi vì đây từng là thuộc địa của Pháp. Có lẽ mang rất nhiều kỷ niệm của người Pháp. Tôi không thể không nghĩ châu Phi cũng có rất nhiều quốc gia từng là thuộc địa của Pháp. Có phải người Pháp cũng rất thích đến những đất nước đó không? Nói đến đây tôi lại nghĩ đến một người, đó là hầu hết những người đến thành phố Hồ Chí Minh du lịch đều có thể nhìn thấy bảng quảng cáo khổng lồ này. Người hâm mộ bóng đá biết ngay người này là người Pháp, mặc dù anh ấy da đen. Ngoại trừ Hàn Quốc và Pháp, ảnh hưởng của Trung Quốc và Nhật Bản đối với Việt Nam cũng có thể nhìn thấy, nhưng không nhiều. Hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh còn có một con phố Nhật Bản rất nổi tiếng. Phố này được cho là căn cứ của người Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai. Đến bây giờ vẫn còn rất náo nhiệt. Nhưng tôi nhát gan, tôi không dám đi. Nơi người Trung Quốc tụ tập được gọi là quận 5. Tất cả đều là cửa hàng Trung Quốc cũ kỹ. Họ là người Quảng Đông đến từ Nam Dương trước khi giải phóng. Sau khi Bắc Việt thống nhất Nam Việt Nam, tất cả những ai có thể chạy đều chạy hết rồi. Những người còn lại được gọi là người Hoa nghèo nhất. Cuộc sống không dễ dàng. Ngoại trừ quận 5, các khu vực khác cũng có thể nhìn thấy một số bóng dáng của nhà hàng Trung Quốc cũ, nhưng sự nổi tiếng rõ ràng là không còn nữa. Chỉ có một ngoại lệ, đó là Hadi Lao. Thành phố Hồ Chí Minh có một tòa nhà mang tính bước ngoặt cao cấp hơn một chút. Bên trong có nhà hàng Hadi Lao, thương hiệu hàng đầu Trung Quốc Hadi Lao. Việt Nam có kỳ thị Trung Quốc hay không thì tôi không rõ. Nhưng ngoại trừ Hadi Lao và một số thứ khác, hầu như không nhìn thấy bóng dáng của bất kỳ thương hiệu Trung Quốc nào nữa. Nhưng có một thứ khác thể hiện văn hóa Trung Quốc, đó là bài hát nổi tiếng ở Trung Quốc. Nhiều bài hát sau khi được người Việt Nam viết lại lời, trở thành bài hát kinh điển của Việt Nam. Ngoại hình của người dân ở đây và người Trung Quốc hầu như không có sự khác biệt nào. Có rất nhiều người trắng và cao, nhưng cũng có một số người có ngoại hình điển hình của người Quảng Tây và Quảng Đông Trung Quốc. Giọng nói cũng kiểu từng từ một. Có thể nhiều người nước ngoài cũng sẽ nghĩ rằng họ đang nói tiếng Trung Quốc. Ban đêm ở đây rất sôi động, khắp nơi đều là những người trẻ tuổi, nửa đêm nhưng đều là người. Điều kỳ lạ là sau khi thức dậy vào buổi sáng, bên ngoài vẫn rất bận rộn. Hiện tượng này rất khó thấy ở các nước khác. Có lẽ là do người Việt Nam chia làm hai làn sóng. Một làn sóng công việc ban ngày bận rộn, một làn sóng khác là buổi tối bận rộn đi giải trí. Người ta nói thành phố Hồ Chí Minh có nhiều quán cà phê 24 giờ. Tôi không uống cà phê vào buổi tối, nhưng tôi phải nói, trên đường phố Việt Nam nhiều nhất là quán cà phê. Bao gồm các loại cà phê xe đẩy 6 nhân dân tệ một cốc này, lợi nhuận chắc chắn còn cao hơn một số hạng mục của chúng ta. Số tiền của họ rất lớn, 10.000 đồng tương đương với 3 tệ của chúng ta. Cẩn thận khi tiêu tiền, đừng đếm sai số không. Đồ ăn cũng giống với đồ ăn Trung Quốc, điển hình nhất là phở Việt Nam, gỏi cuốn và bánh mì. Trên đường phố Trung Quốc, nhiều nhất là người lái xe giao hàng, nhưng nhiều nhất ở đây là các tài xế Grab, giá gần bằng một nửa giá của một chiếc taxi. Về an toàn hẳn là không có vấn đề gì, ngồi chặt và giữ chặt là được rồi. Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất Việt Nam, có hơn 10 triệu người, nhưng nó trông không lớn lắm, chỉ là trung tâm thành phố có mấy tòa nhà cao tầng mang tính bước ngoặt và sân bay gần ngay trong thành phố. Điều này khiến tôi cảm thấy rất giống với Thượng Hải những năm 90. Gần bến Thượng Hải là khu vực lõi, lục gia khẩu đối diện vừa mới bắt đầu phát triển. Có lẽ trong tương lai gần, thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển nhanh như Thượng Hải. Nhưng ai biết được tương lai, lịch sử luôn lặp đi lặp lại sau tất cả. Vào những năm 1920, thành phố Hồ Chí Minh là Sài Gòn, từng được mệnh danh là thành phố lớn nhất vùng Viễn Đông. Đó là tất cả những chia sẻ của Lão Vương. Anh này mới sang Việt Nam được 3 ngày,
và có thể không quá cởi mở, nên có một số điều vẫn chưa nắm rõ và còn nói sai một số thông tin. Người Pháp không nằm trong top 10 những du khách du lịch đến Việt Nam nhiều nhất và du khách đến thành phố Hồ Chí Minh nhiều nhất là Hàn Quốc. Các khách du lịch da trắng là người Mỹ và Australia. Đến Việt Nam hoàn toàn có thể tra Google, nhưng anh này không tìm hiểu gì đã nói trong video của mình với những thông tin không chính xác. Tiếp theo là về thương hiệu Trung Quốc ở Việt Nam. Thật ra cũng có khá nhiều thiết bị điện tử đến từ Trung Quốc như điện thoại, TV, một số đồ gia dụng và thiết bị văn phòng khác, chỉ là anh này chưa tìm hiểu được. Hadilao được sáng lập bởi tỷ phú Trang Yong, người tứ xuyên Trung Quốc, nhưng ông đã nhập tịch Singapore vào năm 2019 và bị dân Trung Quốc tẩy chay. Vậy có được coi là thương hiệu của Trung Quốc nữa không nhỉ? Các bạn thấy anh này còn nói sai gì nữa thì hãy comment bên dưới video này nhé! Còn phần bình luận thì vô cùng đặc sắc. Các bạn hãy xem đến cuối cùng để xem những màn vả mặt đồng bào của dân mạng Trung Quốc như thế nào nhé! Khi bạn giới thiệu phong tục tập quán địa phương, xin đừng dắt mũi dư luận. Người khác gọi là thành phố Hồ Chí Minh, nếu không đồng ý có thể đổi thành Sài Gòn theo ý muốn có được không? Việt Nam đã đi nhiều con đường vòng, trải qua quá nhiều gian khổ, nhưng giờ đây cuối cùng đã đi đúng hướng. Tôi đã đến Hà Nội, Việt Nam, và về cơ bản, tôi không thể thấy sản phẩm nào của họ được sản xuất tại Trung Quốc. Tôi có thể thấy hàng Việt Nam tại Trung Quốc không? Có nhiều nhà máy Trung Quốc ở Việt Nam không? Nhiều đôi giày Adidas, Nike, bạn đi được sản xuất tại Việt Nam và đã có nhiều người làm việc tại Việt Nam ở biên giới. Bạn có hiểu lầm gì về OEM không? Khả năng cao các OEM sản xuất tại Việt Nam cũng thuộc sở hữu của ông chủ Trung Quốc, hiểu chưa? Điều đó là không thể. Sản phẩm nội địa đã vượt qua những âm mưu trên tàu in. Chúng nên được coi là báu vật ở một đất nước Việt Nam nghèo khó. Tôi đã kiểm tra cụ thể và thấy rằng Lock & Lock thực sự đến từ Hàn Quốc. Tôi luôn nghĩ rằng nó được sản xuất tại Trung Quốc. Không phải có nhiều sản phẩm điện tử từ Trung Quốc sao? Tôi không thấy, chỉ thấy TV Xiaomi bán giá 5.000 tệ, còn TV Samsung bán 3 vạn tệ. Việt Nam là một con ngựa ô trong sự phát triển của Đông Nam Á. Nó có một lãnh thổ nhỏ và dân số đông. Nó có nhiều chính sách xuất sắc hơn trong những năm gần đây. Tôi đã từng đến đó và cảm thấy Việt Nam đang phát triển rất tốt. Những gì bạn nói về cơ bản là đúng. Cách đây vài năm, tôi cũng đã thấy điện thoại Oppo ở một cửa hàng điện thoại di động của Việt Nam. Ngay cả đầu sạc điện thoại Samsung của tôi cũng được sản xuất tại Việt Nam. Ở Việt Nam, chính các hãng xe máy Trung Quốc đã hủy hoại danh tiếng đồ sản xuất tại Trung Quốc. Thật là tội lỗi, bài học thật sâu sắc. Trong tương lai, tất cả sản phẩm xuất khẩu đều phải kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, chúng ta không thể để mất mặt. Việt Nam và Ấn Độ, tôi lạc quan hơn về Việt Nam. Các công ty trên thế giới, trong đó có các công ty Trung Quốc, sẵn sàng đầu tư vào Việt Nam. Chúng ta phải đợi đến khi Việt Nam tự chủ được điện. Bên dưới bình luận của bạn X Trung Quốc này thì có một người với cái tên Sát Thủ Lăng Mộ đến từ Sơn Đông đã nhảy vào combat như sau. Bị truyền thông trong nước tẩy não nghiêm trọng, điện năng nhập khẩu của Việt Nam chỉ chiếm 1,5%, trong đó Trung Quốc chỉ cung cấp cho Việt Nam lượng điện 30 tỷ kW mỗi tháng. Lượng điện tiêu thụ của Việt Nam là 280 tỷ kW. Logic của bạn rất buồn cười, giống như lương của tôi là 2.800 tệ. Và tôi vay bạn 30 tệ, số tiền đó chỉ chiếm 1,5% tiền lương của tôi vậy. Vậy logic là tôi không thiếu tiền sao? Nếu bạn không thiếu tiền, tại sao bạn lại vay tiền? Thế sau này bạn cần mua ô tô hay mua nhà mà thiếu 3.000 tệ thì sao? Bạn không biết rằng một nửa lượng điện công nghiệp của Việt Nam được cung cấp bởi phòng thành cảng ở Quảng Tây sao? Bạn ăn 2.800 miếng cơm trong một bữa, nhưng vì lỡ một miếng nên cuối cùng bạn chết đói phải không? Trung Quốc đã ngừng cung cấp điện cho Việt Nam hơn 10 năm cho đến năm 2022, hạn hán diện rộng ở Đông Nam Á. Việt Nam mới lại mua điện từ Trung Quốc khẩn cấp để khôi phục nguồn điện cho Việt Nam và ký hợp đồng cung cấp 30 triệu kW điện cho Việt Nam. Lần đầu tiên sau hơn 10 năm, đây là thông tin chính thức, Việt Nam sẽ bắt đầu phát triển vào năm 2022 à. Trung Quốc đã ngừng cung cấp điện cho Việt Nam hơn chục năm nay. Những người ngày ngày hét lên rằng đất hiếm không thể xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Theo số liệu do Bộ Thương mại công bố, Trung Quốc là quốc gia xuất khẩu đất hiếm lớn nhất và Hoa Kỳ là quốc gia nhập khẩu đất hiếm lớn nhất. Nước nhập khẩu đất hiếm của Trung Quốc nhiều nhất là Mỹ. Cứ
cứ đi xem những lời tục tĩu của các phương tiện truyền thông tự thân, rồi không nhìn vào những số liệu do nhà nước đưa ra, rồi đi tự sướng. 80% điện năng của Việt Nam dựa vào nhiệt điện được sản xuất theo công nghệ châu Âu, Mỹ và Nhật Bản. 18,5% dựa vào khí đốt tự nhiên, gió, thủy điện và năng lượng mặt trời. 1,5% còn lại phụ thuộc vào nhập khẩu, trong đó có điện do Trung Quốc xuất khẩu sang Việt Nam chiếm 0,6% và Lào chiếm 0,9%. Lào là nước duy nhất Việt Nam nhập khẩu điện trong hơn 10 năm qua. Nước này chỉ mua thêm của Trung Quốc vì hạn hán vào năm 2022. Trong mắt các bạn chỉ tin vào sự vớ vẩn của các phương tiện truyền thông. Lượng điện ít ỏi mà chúng ta xuất khẩu là không đủ đi hết đất nước Việt Nam trong một giờ, thì có gì mà khoe khoang. Những ai đang đi mắng những người nói sự thật, hãy nhìn vào số liệu do nhà nước công bố. Trung Quốc nhập khẩu 4 tỷ kW điện từ Nga và 500 triệu kW điện từ Triều Tiên. Bạn có thể không tin, ngay cả Triều Tiên cũng bán điện cho Trung Quốc, nhiều hơn 200 triệu kWh mà chúng ta xuất khẩu sang Việt Nam mỗi năm. Phải chăng Trung Quốc đang thiếu 500 triệu kW điện của Triều Tiên, nên kinh tế sụp đổ? Phải chăng chúng ta không còn tự chủ được điện của mình? Còn nói tôi khoe khoang không? Bạn tin vào số liệu do nhà nước công bố hay tin vào sự khoe khoang ngẫu nhiên của các phương tiện truyền thông tự do? Bạn có tin rằng Trung Quốc nhập khẩu 500 triệu kW điện của Triều Tiên mỗi năm, nên Triều Tiên có thể bóp cổ Trung Quốc không? 500 triệu kW điện bị cắt thì Trung Quốc không sống nổi à? Nếu như bạn đã nói, việc nhập khẩu điện của Bắc Triều Tiên hàng năm đồng nghĩa với việc Trung Quốc cũng thiếu điện à? Mấy anh ếch Trung Quốc kia chỉ biết cứng họng và chửi cùn, nói anh này là người Việt Nam và là chó Mỹ các kiểu, đúng là đã bị truyền thông bẩn trong nước tẩy não thành công. Nhiều người coi thường Việt Nam, một khi bạn đến đó, bạn sẽ biết thế nào là sôi động và thịnh vượng. Haha, chúng nó đang đi theo con đường mà chúng ta đã đi trước đây, nhưng hệ thống công nghiệp và hệ thống giao thông không thể so sánh được với chúng ta. Có thể nói ở một mức độ nhất định thì khó chuyển đổi, thế thôi. Không có đường sắt cao tốc cũng không sao, vì đây là một quốc gia nhỏ. Nhưng thành phố Hồ Chí Minh còn chưa có tàu điện ngầm thì làm sao có thể nói là thịnh vượng được. Tôi nghe nói Nha Trang là một trong ba thành phố cấp 1 của Việt Nam. Trên thực tế, nó rất trung bình và không bằng một thành phố cấp tỉnh cấp 4 của chúng ta. Tôi từng nghĩ cuộc sống của họ rất khó khăn, nhưng bây giờ qua video của bạn, tôi cảm nhận được nội tâm của họ rất giàu có. Quả thực giống như chúng ta những năm 1990, mọi thứ đều tràn đầy sức sống và thịnh vượng. Không liên quan, bạn đang đánh giá quá cao về Trung Quốc. Làm thế nào chúng ta có thể tốt như vậy vào năm 1990? Đừng nói nhảm, miền Nam rất phát triển, ngoại trừ miền Bắc Việt Nam. Bạn đã từng sống ở Quảng Đông vào những năm 1990 chưa? Chưa kể Quảng Đông mà toàn bộ Trung Quốc thời đó đều có tốc độ tăng trưởng hai con số. Đừng làm loạn nữa, không có thành phố nào ở Trung Quốc giống như thế này vào những năm 1990. Mức lương ở Việt Nam chỉ vài trăm tệ một tháng. Vài trăm tệ, bạn không hiểu mà vẫn thích ra vẻ ngầu, chỉ thêm phần hài hước. Giống như chúng ta vào những năm 1990, tất cả chúng ta đều thích ra ngoài vào ban đêm. Nhưng giờ đây ở Trung Quốc, chúng ta đã vượt qua mọi kỷ nguyên của lòng tự trọng. Hadilao hiện là một công ty của Singapore. Hadilao thuộc về người Singapore. Hadilao được kiểm soát bởi những người đến từ Singapore và không phải là một thương hiệu Trung Quốc. Bắc và Nam là sự phân bố về mặt địa lý cũng như sự phân bố về chính trị và văn hóa. Gần như hai nền văn hóa do vấn đề giao thông. Phần phía Nam của đất nước có lịch sử thuộc địa hóa hiện đại của Pháp lâu đời và có mối liên hệ sâu sắc nhất với Pháp. Nó có nhiều thuộc tính thương mại hơn và ít công nghiệp hơn, điều đó có nghĩa là nó có nền tảng yếu. Miền Bắc đã phát triển công nghiệp và ý tưởng sâu rộng từ trước tới nay, luôn có xu hướng mơ hồ dẫn đầu cả nước Việt Nam. Nhưng bây giờ điều đó càng rõ ràng hơn. 3/4 lãnh thổ của nước này là miền núi. Chỉ có vùng đồng bằng sông Cửu Long bị Campuchia chiếm cách đây hàng trăm năm là vùng đồng bằng rộng lớn. Trời ơi, không phải Việt Nam cũng nói tiếng phổ thông Trung Quốc sao? Chúng ta không có ảnh hưởng đến họ một chút nào sao? Sự cởi mở của xã hội có thể kích thích sức sống của giới trẻ. Điều này bao gồm việc kiếm tiền, tiêu tiền mà không quan tâm đến cuộc sống, làm việc chăm chỉ và vui vẻ giúp đỡ lẫn nhau. Điều này sẽ làm cho xã hội tràn đầy năng lượng và cuộc sống tràn đầy đam mê. Tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Điều đầu tiên tôi quan tâm là an ninh công cộng. Nếu an ninh tốt thì các khía cạnh khác sẽ không tệ. Tại sao không có cảnh sát giao thông, không có camera, có rất ít đèn giao thông và khắp nơi đều có xe điện, xe máy, người dân của họ có an toàn không?
người Việt ghét chúng ta cũng như chúng ta ghét người Nhật. Tôi hỏi rồi, họ không hẹp hòi đến thế đâu, họ không giáo dục thù hận như ở đây đâu. Một quốc gia dựa vào đầu tư từ các công ty nước ngoài sẽ không bao giờ trở thành một quốc gia phát triển. Có công ty địa phương nào nổi tiếng ở Việt Nam không, hay tất cả chỉ là khoe khoang? Có một mối quan hệ lịch sử phức tạp. Sau chiến tranh Triều Tiên, Hoa Kỳ phát động chiến tranh Việt Nam, Hàn Quốc thua trên sân nhà và phải đưa quân sang Việt Nam giết hại nhiều người Việt Nam, còn tàn ác hơn người Mỹ nhiều. Người Việt đã quên rồi à? Nhưng Việt Nam nhờ đến chiến tranh Trung Việt, không bao giờ có thể buông bỏ được nên chúng ta cũng phải cảnh giác. Tôi hỏi thì người ta nói không quan tâm đến chuyện xưa, nhưng bây giờ họ lại quan tâm đến việc xây mấy hòn đảo ở Biển Đông. Chỉ quay chụp ở một vài nơi, ngay cả một thành phố hạng 3 ở Trung Quốc cũng tốt hơn Sài Gòn. Đúng, nhưng những tòa nhà cao tầng trong quận có liên quan gì đến bạn? Tất cả những tòa nhà cao tầng trong thành phố đều không liên quan gì đến bạn. Bạn nên chú ý đến túi tiền của mình thì hơn. Ban đầu tôi nghĩ Việt Nam rất nghèo, nhưng những năm gần đây qua video, tôi phát hiện ra rằng Việt Nam không nghèo và lạc hậu như tôi tưởng tượng. Ngoài khu vực lõi có một vài tòa nhà cao tầng, thì 80% còn lại không thể so sánh với hạ tầng đô thị trong nước và không có gì đáng nói. Chỉ có thể nhìn thấy Sài Gòn ở Việt Nam. Một khi bạn rời khỏi thành phố, bạn sẽ trực tiếp bước vào thế giới của những năm 70 và 80. Đất nước du lịch tưởng chừng thịnh vượng nhưng thực tế không phải vậy, đất nước này quá nhỏ bé. Trên đây là một vài bình luận của dân mạng Trung Quốc. Những màn tranh cãi nghe cũng rất thú vị phải không các bạn? Cảm ơn các bạn đã xem hết video này và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.